Chảo được xử lý rồi á thì mình chảo rất là dễ luôn nè mọi người. Chảo không hề dính một xíu nào ha, và bánh mình rất là giòn luôn, ít bám dầu ăn nữa. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Vĩ. Hôm nay Vĩ sẽ hướng dẫn cho mọi người cái mẹo để xử lý chảo thành chảo chống dính ha, để mình đổ bánh xèo cho nó dễ. Thì mọi người đổ bánh xèo ưa gặp tình trạng là dính cái vành này nè, hoặc là dính dưới đáy chảo á, thì mình lấy ra nó rất là khó. Và cái bánh mình nó xấu nữa đó mọi người, mà dính được cái đầu á là nó dính hoài mấy cái về sau luôn ha. Và cái chảo này cũng của mình cũng vậy nữa nè, từ lúc mà mình chưa có biết cách xử lý á thì chảo này rất là khó lấy luôn. Mẹ mình chiên á cũng rất là khó lấy luôn á mọi người, mỗi lần lấy là nó bị chóc mấy lỗ á. Rồi giờ biết cách này rồi á thì cái chảo này rất là dễ lấy luôn. Rồi bây giờ Quỷ sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Đầu tiên á thì mình bắt chảo lên bếp ha mọi người, bắt chảo lên bếp ga hay là bếp than gì cũng được nha. Và mọi người thấy Vĩ chia sẻ hữu ích thì nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh của Vĩ ha. Giờ mình sẽ đi xử lý nha mọi người. Và đầu tiên thì mình bắt chảo lên bếp nha mọi người. Mình đợi cho chảo thật là nóng rồi đó. Sau đó mình sẽ cho một ít dầu ăn vào. Do chảo nóng thì mình cho dầu ăn vào thì mình thấy dầu ăn nó sôi liền luôn ha. Và tiếp theo mình sẽ cho một nắm lá chuối vào. Rồi mình xào cho dầu ăn nó thấm đều vào lá chuối nha mọi người. Và khi dầu ăn nó thấm đều vào lá chuối á, thì mình dùng đũa mình xào sao mà cho lá chuối nó tiếp xúc với cái bề mặt chảo á, tiếp xúc lên trên cái vành luôn nha mọi người. Rồi mình xào như vậy, mình xào hoài ha. Mọi người có thấy lá chuối của mình nó đã héo dần rồi ha. Và mình tiếp tục mình xào, xào hoài cho đến khi lá chuối mình nó hơi ngả màu nha mọi người. Nè, lá chuối của mình như vậy là được rồi nè. Và mình ngưng lại ha. Mình ngưng lại, mình tắt bếp và mình đem lá chuối này mình đem đi bỏ. Và bây giờ mình có thể đổ bánh được rồi đó. Thì đầu tiên mình cũng cho một ít dầu ăn vào ha, một ít thôi, mình không có cần nhiều quá, tại vì dầu cái chảo mình á lúc nãy nó đã thấm dầu ăn rồi. Và chảo nóng lên thì mình đổ bánh ha. Mọi người muốn bánh mỏng á thì mọi người chán nhanh ha, còn muốn bánh dày thì mọi người chán hơi chậm lại một chút. Chảo mình được xử lý rồi á thì nó rất là dễ chóc luôn đó mọi người, và đổ cái bánh mình rất là đẹp luôn. Lúc đổ thì mình xoay cái bánh vòng vòng nè, cho cái ghìa bánh mình nó chóc lên. Mình sẽ đổ thử hai cái cho mọi người coi ha. Lần sau mình sẽ chia sẻ về cái cách pha bột để cho bánh nó giòn ha. Ở clip này thì mình chia sẻ cách để cho chảo nó không dính thôi. Mọi người có thấy là cái dành nó bung lên này ha. Đợi một xíu nữa cho nó hơi vàng thì mình chảo cho mọi người coi ha. Bánh mình rất là giòn luôn đó mọi người, nó không hề dính một xíu nào hết á. Bánh giòn rất là ngon luôn ha. Bánh màu vàng rất là ngon luôn. Và bây giờ mình sẽ đổ cái tiếp theo nha mọi người. Mình cũng sẽ cho một xíu dầu ăn thôi, chừng vài giọt thôi. Tại vì cái chảo mình xử lý rồi thì mình ít tốn dầu ăn lắm đó mọi người. Và khi mình chán bánh rồi á thì mình cho nó lên mấy cái ghìa cho nó giòn thôi, chứ mình ít xài dầu ăn ha. Mình đổ bánh thì mình bỏ vô cái chén nè, mình đổ cho nó dễ mọi người. Còn đổ vô cái giá thì mình phải múc hai lần.
Này mình lường sẵn rồi bao nhiêu á, cái mình chế vừa đủ một cái vào cái chén ha, và mình đảo nó nhanh và nó tiện hơn. Nãy mình xử lý tới trên cái vành luôn đó mọi người. Mọi người đổ có lỡ mà tràn lên cái vành á thì nó vẫn chốc ha. Thì khi bề mặt bánh chín rồi đó thì mình thêm một ít dầu vào cái ghè nè cho nó dễ bung lên và nó dễ giòn đó mọi người. Trong quá trình mà mình đợi cái vỏ bánh chín nè thì mình xoay xoay vòng vòng nè cho cái bánh nó giòn và nó vàng ở dưới đó mọi người. Đây là cái cuối cùng mình quay cho mọi người nè. Nãy giờ mình đổ cũng nhiều rồi. Và mấy cái mé nó bắt đầu vảnh lên rồi đó mọi người. Nó chóc như là chảo chống dính luôn ha mọi người. Không hề bám một xíu nào luôn và cái chảo mình rất là bóng luôn á mọi người. Giòn gụm luôn. Thì công thức pha bột này để rất là lâu nó vẫn còn giòn đó mọi người. Thì hôm sau Vĩ sẽ chia sẻ đến mọi người ha. Thì mọi người đăng ký kênh ủng hộ Vĩ ha, để theo dõi những clip tiếp theo. Đây là những cái bánh xèo mình đổ từ cái chảo mình đã xử lý nè mọi người. Thì bánh mình rất là ngon luôn, rất là giòn luôn và nó không bị sứt mẻ gì hết. Mọi người thấy hay nhớ bấm like, chia sẻ bên kênh giúp Vĩ ha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye mọi người.